Anh Giuse Phạm Quốc Hùng xin nhận em Maria Nguyễn Hoàng Diễm Thi làm vợ của anh và hứa chung thủy với em lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Hoàng Diễm Thi xin nhận anh Giuse Phạm Quốc Hùng làm chồng của em và hứa sẽ giữ chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Amen. Em Maria Nguyễn Hằng Diễm Thi xin nhận lấy chiếc nhẫn này như dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh dành cho em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Phạm Quốc Hùng xin nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.